Xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021. Mở đầu với bản tin của đài BBC. Sở y tế đề xuất giãn cách thêm 14 ngày. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 15 thêm 14 ngày nữa. Đó là quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong sau khi nghe các sở ngành quận huyện báo cáo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 giảm cấp áp dụng giãn cách xã hội từ theo chỉ thị 16 xuống theo chỉ thị 15. Như vậy, thay vì kết thúc giãn cách xã hội vào 0 giờ ngày 15 tháng 6 như chỉ đạo trước đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách 2 tuần cho đến 0 giờ ngày 30 tháng 6. Nhiều người dân trên thành phố Hồ Chí Minh đã viết trên Facebook động viên nhau với những lời lẽ chia sẻ như Sài Gòn cố lên thêm 2 tuần nữa, cả nước cùng đồng lòng chống dịch, thêm 2 tuần nghỉ với sáng ở nhà, đêm coi bóng đá. Trước đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng cần thiết giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa, tương ứng một chu kỳ lây nhiễm của chủng biến thể mới hiện nay. Ông nên lưu ý rằng với những nơi có nguy cơ cao dự liệu những tình huống khó đoán định, khó kiểm soát thì có thể áp dụng những biện pháp phòng chống dịch cao hơn. Những nơi đảm bảo an toàn có thể đảm bảo kiểm soát được có thể áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 19. Còn phía giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho rằng toàn thành phố Hồ Chí Minh kể cả quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 tiếp tục giãn cách xã hội 14 ngày theo chỉ thị 15 kể từ ngày 15 tháng 6 vì hiện hai khu vực này đang thực hiện chỉ thị số 16. Lý giải việc này, ông Bỉnh cho rằng mầm bệnh vẫn âm thầm trong cộng đồng. Sự xuất hiện liên tiếp hàng loạt các chuỗi lây nhiễm trong thành phố thời gian khoảng giữa tháng 5 cho thấy nhiều khả năng dịch xâm nhập vào thành phố đầu tháng 5 sau kỳ nghỉ lễ và đã lây lan âm thầm. Như vậy, việc gỡ bỏ giãn cách sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh tiếp tục có cơ hội để phát tán và lây lan thời gian 2 tuần bằng với thời kỳ ủ bệnh sẽ hạn chế khả năng lây nhiễm dịch bệnh. Kiến nghị này được đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo chống dịch thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 14 tháng 6 khi thành phố đã ghi nhận 819 ca nhiễm xếp thứ ba cả nước và trải qua 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh khá phức tạp với cụm lây nhiễm mới tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Điểm dịch này được phát hiện kể từ ngày 11 tháng 6 khi một nhân viên phòng công nghệ thông tin được xét nghiệm vì có triệu chứng nghi ngờ. Bệnh viện đã khẩn trương sàng lọc truy vết thần tốc cách ly lấy mẫu tất cả các nhân viên y tế trong bệnh viện. Đến nay 53 nhân viên đã có kết quả dương tính. Trước đó, theo ông Bỉnh, cụm lây nhiễm liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng với các hội viên của điểm nhóm này, cư ngụ tại 16 trên 22 quận huyện thành phố, đã làm lây lan dịch bệnh ra 20 trên 22 quận huyện và 6 tỉnh miền Nam, gồm Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Tây Ninh, Trà Vinh, Bạc Liêu. Tính từ ngày 26 tháng 5 cho đến nay, thành phố có tổng cộng 463 trường hợp dương tính liên quan đến nhóm tôn giáo này. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những ổ dịch khác như ở xưởng cơ khí Hóc Môn và khách sạn Đệ Nhất, chung cư E Home 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, quán bánh canh O Thanh, hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Chính vì tình hình này, nhiều người cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục giãn cách xã hội. Trước đó, hôm 1 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ông Nguyễn Trí Dũng xin dừng giãn cách theo chỉ thị số 16. Tình hình chung của quận đang có chiều hướng tốt. Trong vài ngày tới, nếu số ca nhiễm trong cộng đồng không tăng, thì chỉ cần giãn cách theo chỉ thị 16 hết ngày 15 là đủ. Ông Dũng thêm rằng người dân doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, cần được chia sẻ. Trong khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 ông Lê Trương Hải Hiếu thì đề xuất nếu không có gì thay đổi, sau 15 ngày toàn quận đề nghị tiếp tục cách ly theo chỉ thị 15. Tin tức về các ca nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục được loan báo và Sài Gòn hiện đã chạm mốc 900 ca kể từ đại dịch bùng nổ ở Việt Nam. Để người dịch, chính quyền đã ban hành lệnh các quán ăn uống chỉ được phép bán để khách mang đi, không ăn uống tại quán. Với hình ảnh liên tục có những khu phong tỏa cách ly mới, một số cư dân trầy trật để trụ được hơn một năm qua vì dịch. Nay họ càng lao đao hơn khi Sài Gòn phải cô lập nhiều nơi. Không ít người đắng cay tếu táo rằng, vì thành phố hết kẹt xe, nên mình chuyển sang kẹt tiền. Một bản tin khác của đài BBC, tiền thưởng của chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho đội tuyển Việt Nam gây tranh luận. Sau trận đấu thắng tuyển Malaysia, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chúc mừng toàn đội và đã thưởng cho đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng, báo Lao động đưa tin. Tin này cũng là tựa của bài gốc của báo Thanh niên, mặc dù nội dung về tiền thưởng trong bài sau đó dường như đã được biên tập lại và không còn nữa. Thay vào việc đưa tin Chủ tịch Phúc thưởng tiền, bài của Báo Thanh Niên nhắc đến lời chúc mừng của một số lãnh đạo khác như Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Trước đó, vài ngày, truyền thông Việt Nam đưa tin Chủ tịch Phúc thưởng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo 1 tỷ đồng sau trận thắng đội tuyển Indonesia. Các bản tin không nói rõ khoản tiền 2 tỷ đồng nói trên là tiền túi, ngân sách nhà nước hay doanh nghiệp đóng góp. Điều này khiến cộng đồng mạng có những bình luận trái chiều. Một số bình luận trên Facebook của BBC News tiếng Việt tập trung vào thắc mắc giữa khoản tiền được cho là không nhỏ so với mức lương của mỗi tứ trụ hiện nay, chưa đến 20 triệu đồng một tháng. Quang Tùng viết trên Facebook BBC tiếng Việt, Bác tặng thế thì về hưu, bác lấy tiền đâu mà tiêu. Tăng Bá Hưng thì nói rằng, lương ông thấp nhưng gia đình ông có điều kiện, họ hàng tiết kiệm được đấy. Nguyễn Hữu Nghĩa bình luận, Chắc là chủ tịch nước lấy từ quỹ khen thưởng của nhà nước thôi chứ cá nhân ông làm gì có tiền để mà thưởng như vậy. Một số khác thì đặt câu hỏi cho việc chi tiền trong bối cảnh nhà chức trách Việt Nam kêu gọi cá nhân doanh nghiệp đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Phong Yu viết trên Facebook BBC Tiếng Việt rằng thưởng thì cũng ok thôi là ý muốn cá nhân từ tiền túi của ông Phúc, mà cái này thì không chắc ạ, à, không kết luận. Nhưng trong hoàn cảnh đất nước thiếu tiền mua vaccine, nhà nước phải ăn xin người dân đóng góp tiền, thì liệu hành động này có thiết thực không? Việt Nam có vào World Cup thì Covid vẫn còn y chang đó. Hải Trần cũng chia sẻ quan điểm này. Vận động từng xu để mua vaccine, nhưng vẫn phải thưởng nóng 50.000 đô la Mỹ. Từng đấy là bao nhiêu liều vậy anh chị em? Bạn Thanh Vân viết rằng, chia tiền và xài tiền thì có đảng và nhà nước lo, còn thiếu tiền thì đảng và nhà nước nhắn tin ăn xin nhân dân. Và Phương Trần nói là dân bệnh thiếu vaccine không lo mua cho dân, ở đó mà thưởng nóng. Còn Thành Lê viết, đây gọi là khen thưởng đột xuất, quy định trong luật. Tiền lấy từ quỹ thi đua khen thưởng do Ban thi đua khen thưởng Trung ương quản lý, cấp theo chỉ đạo của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Satoki Suyuri, người gốc việt sống tại nhật bản viết trên facebook cá nhân đội tuyển bóng đá thắng một trận chủ tịch nước gọi điện động viên một tỷ thôi thì chủ tịch có ngân sách cho sở thích cá nhân của mình muốn dùng như thế nào thì dùng nhưng khi ủy ban quản lý vốn nhà nước cũng xuất tiền thưởng nóng một tỷ thì không biết theo nguyên tắc nào chẳng biết rồi có đại biểu quốc hội nào dám chất vấn hay không Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người hâm mộ bóng đá bấy lâu nay. Ông ít khi vắng mặt trên khán đài sân vận động Mỹ Đình khi đội tuyển Việt Nam thi đấu những giải lớn. Những bình luận về việc khen thưởng dường như bằng tiền cá nhân của ông làm người ta nhớ lại sự kiện liên quan tới việc Bộ Công thương năm 2018 tuyên bố thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam sau thắng lợi á quân châu lục năm 2018 tuy nhiên bộ trưởng công thương khi đó là ông trần tuấn anh khẳng định khoản tiền này là của doanh nghiệp đã cổ phần hóa tặng chứ không phải của cá nhân ông Thông tin này tôi cũng nói rõ khi công bố thưởng cho đội tuyển. Tôi rất buồn khi việc làm có ý nghĩa lại bị hiểu theo hướng ngược lại gây dư luận không tốt. Ông Trần Tuấn Anh nói và cho biết đích thân ông mang bức thư tay của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Thường Châu, Trung Quốc lúc bây giờ gửi huấn luyện viên Park Hang Seo, bằng huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam trước trận bóng lịch sử chung kết với Uzbekistan. Cho đến nay, chưa thấy truyền thông Việt Nam đưa tin có lãnh đạo nào khác thuộc tứ trụ hoặc bất kỳ ủy viên nào thuộc Bộ Chính trị thưởng tiền tuyển Việt Nam trong những trận đấu thuộc vòng loại 2 World Cup vừa qua. Và bây giờ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Bộ Y tế Việt Nam cấp phép thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine COVID-19 Nanocovax. Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 11 tháng 6 đã phê duyệt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine ngừa COVID-19 do trong nước nghiên cứu là Nanocovax. Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ký duyệt cho việc thử nghiệm Nanocovax của công ty Nanogen như vừa nêu trên. Trong giai đoạn này sẽ có 13.000 người được tiêm thử nghiệm tại một số địa điểm gồm Học viện Quân y và tỉnh Hưng Yên ở phía Bắc, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang ở phía Nam. Các tình nguyện viên sẽ được phân làm hai nhóm nhóm tiêm liều 25 microgram và nhóm tiêm giả dược với thành phần tá dược nhôm. Trong giai đoạn 3 này, tác dụng của vaccine đối với biến thể của SARS-CoV-2 được tìm thấy đầu tiên ở Ấn Độ cũng sẽ được nghiên cứu đánh giá. Dự kiến giai đoạn thử nghiệm 3 của vaccine Nanocovax sẽ hoàn tất vào tháng 9 tới đây nếu công việc thuận lợi. Công ty cổ phần sinh học dược Nanogen là đơn vị phối hợp với Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất vaccine Nanocovax. Giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax bắt đầu hồi tháng 12 năm ngoái và kết thúc vào tháng 2 vừa qua. Giai đoạn 2 hoàn tất vào đầu tháng 4 vừa qua. Liên quan đến việc tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19, vào ngày 11 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín phải thu hồi văn bản với nội dung yêu cầu người dân phải trả 350.000 đồng phí tiêm vaccine COVID-19. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đông Anh cũng phải thu hồi văn bản với nội dung yêu cầu người dân tiêm vaccine COVID-19 phải tự trả phí. Thưa quý vị, đừng bao giờ đếm gà của bạn là tựa đề của một mẫu tin ngắn trên Đài Á Châu Tự Do. Ungok Ranch là một trang trại nuôi gia cầm lấy thịt phục vụ chủ tịch Kim Jong Un và hai thế hệ trước đó của gia đình họ Kim lãnh đạo Bắc Hàn, đang phải sử dụng trứng gà lộn như thực phẩm dinh dưỡng và bán bò vốn được nuôi để phục vụ các quan chức cấp cao ra chợ đen để duy trì hoạt động do tình trạng cắt giảm ngân sách vì đại dịch Covid-19. Bất chấp những cảnh báo về tình trạng thiếu hụt thực phẩm, trang trại này được hy vọng sẽ vẫn cung cấp thịt cho giới tinh hoa là những người bắt hàng duy nhất có được thịt ăn thường xuyên. Vì vậy, trang trại đã phải vận dụng những cách sáng tạo để duy trì hoạt động mà không có được sự trợ giúp nào từ chính phủ. Trở lại với bản tin của đài BBC, hội nghị thượng đỉnh Geneva giữa Vladimir Putin và Joe Biden vào ngày 16 tháng 6 sẽ không phải là một cuộc gặp gỡ thân thiện. Trước hết, Nga gần đây đã đưa Mỹ vào danh sách các quốc gia không thân thiện chính thức của mình. Cả hai bên đều mô tả mối quan hệ là đang ở mức tệ nhất và nước này không có đại sứ tại nước kia. Các quan chức cấp cao của Nga đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ vì mọi thứ, từ việc sát nhập Crimea của Ukraine đến cáo buộc can thiệp bầu cử và hai cựu thủy quân lục chiến Mỹ hiện đang ở trong các nhà tù của Nga, một người thụ án 16 năm với cáo buộc gián điệp. Thêm vào đó, có khoảnh khắc vào tháng 3 khi Joe Biden đồng ý với một người phỏng vấn rằng Vladimir Putin là kẻ giết người. Thế nhưng, hai người này đang chuẩn bị gặp nhau lần đầu tiên với tư cách là tổng thống và một số người ở Nga coi tự cuộc gặp mặt này cũng đã là một thành tựu rồi. Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cảnh sát Ý bắt người dính đến vụ 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh. Cảnh sát Ý vào hôm thứ Bảy cho biết họ đã bắt giữ một công dân Romania, đối tượng truy nã quốc tế từ Vương quốc Anh, vì tội ngộ sát 39 người Việt Nam được đưa lậu vào Anh. Stefan Damian Dragos, 28 tuổi, bị cáo buộc đã cung cấp chiếc xe tải được sử dụng để chở nhóm di dân, cảnh sát Ý nói trong một phát biểu. Những di dân này đã chết khi được tìm thấy trong thùng chở hàng ở phía sau xe vào tháng 10 năm 2019 không có phát biểu ngay lập tức từ nghi phạm hoặc từ bất cứ luật sư nào đại diện cho anh ta anh ta bị bắt tại thị trấn sinicello bensamo phía bắc milan những cảnh sát không cho biết thêm chi tiết Vụ phát hiện rất nhiều người chết, hai người mới 15 tuổi trong thùng xe tải tại một khu công nghiệp ở phía đông Luân Đôn đã gây bàng hoàng cho cả nước Anh và Việt Nam. Nó cũng tập trung sự chú ý vào một kỹ nghệ toàn cầu phi pháp đưa những người nghèo ở châu Á, châu Phi và Trung Đông vào những hành trình đầy nguy hiểm đến phương Tây. Hầu hết những người thiệt mạng đến từ các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ở vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam, nơi mà triển vọng việc làm kém, thảm họa môi trường và hứa hẹn về những công việc trả lương cao đã khiến nhiều người đổ xô đi nước ngoài. Vào tháng Giêng, bốn người đàn ông bị tuyên án tù dài hạn sau khi đã nhận hoặc bị kết tội ngộ sát và các tội về nhập cư. Một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhóm G7 đẩy nhanh việc cung cấp vaccine trên toàn cầu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm 13 tháng 6 cho biết nhóm G7 đã đồng ý đẩy mạnh sản xuất và cung cấp vaccine COVID-19 trên khắp thế giới. Một bản dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh G7 cho biết nhóm các nền dân chủ giàu có này sẽ cung cấp 1 tỷ liều vaccine COVID-19 trong năm tới và làm việc với lĩnh vực tư nhân. Nhóm G20 và các quốc gia khác để tăng mức đóng góp trong những tháng tới ưu tiên là đảm bảo rằng chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu về vaccine và ở đây liên minh châu âu đã đóng vai trò lãnh đạo các đối tác hiện đã tham gia cùng chúng tôi để đẩy nhanh quá trình sản xuất và cung cấp vaccine trên toàn thế giới ông michel người chủ trì hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo liên minh châu âu cho biết trong một tin nhắn video trên twitter sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh một quan chức của Liên minh châu Âu cho biết, trong cuộc đàm phán do phía Anh quốc chủ trì, khối này đã thúc đẩy cam kết tăng tốc độ tiếp cận vaccine và thông báo chung cuối cùng sẽ được bao gồm mục tiêu tiêm chủng cho người dân trên thế giới và chấm dứt đại dịch vào năm 2022. Quan chức này cho biết, cuộc họp G7 cũng tái khẳng định mối quan hệ của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu và khẳng định các giá trị chung của hai bên. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cam kết tái gây dựng liên minh. Mối quan hệ đã trở nên căng thẳng trong những năm qua. Bây giờ nó có vẻ được hồi sinh. Quan chức này nói thêm. Nhóm G7 bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Canada và ba nước thành viên của Liên minh châu Âu là Đức, Pháp, Ý. Ông Michel là người đứng đầu Ủy ban châu Âu. Ursula von der Leyen cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Cornwall, Tây Nam nước Anh. Anh Chi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của TTV. Xin hẹn quý vị trong lần phát hình tới.